Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 15 tháng 4 của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày nghỉ cuối tuần, thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ chưa có nhiều biến động. Trạng thái chủ đạo vẫn là ngày nắng và ít mưa. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều dao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ. Thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời cũng như hành trình du lịch của quý vị trong những ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, một vài tiếng giữa trưa khi nhiệt độ lên cao nhất thì cảm giác oi nóng sẽ phần nào khiến chúng ta thấy mệt mỏi. Do vậy, để đảm bảo sức khỏe vào khoảng thời gian này, quý vị nên hạn chế tham gia vào các hoạt động ngoài trời và luôn bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể. Dự báo sang những ngày đầu tuần tới, tức là từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 4, khả năng trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và xuất hiện những cơn mưa rải rác tại miền Bắc và tập trung chủ yếu tại các tỉnh vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc, và khu vực đồng bằng sẽ ít mưa hơn và trời hạ nhiệt. Thời gian mưa xảy ra tập trung trong ngày 17 tháng 4, sau đó sang ngày 18 phổ biến có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Tuy nhiên, trong tháng chuyển mùa thì người dân vẫn nên lưu ý đề phòng những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết tại khu vực Trung Bộ không có nhiều biến động. Trong hai ngày đầu tuần tới, tại hai tỉnh là Thanh Hóa và Bắc Nghệ An thì trời chuyển nhiều mây hơn và xuất hiện cục bộ với lượng không đáng kể. Còn tại các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho tới Bình Thuận thì tiết trời khô giáo. Về nền nhiệt, do toàn miền có nắng nhiều và thời gian nắng kéo dài, nên nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều tại đây sẽ duy trì trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và từ 31 cho đến 34 độ tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận. Ở phía Nam thì nắng nóng tiếp tục xuất hiện cộng thêm với độ ẩm không khí giảm thấp nên cảm giác khá ngột ngạt vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới dao động trong khoảng là từ 31 đến 35 độ tại Tây Nguyên và từ 33 cho đến 36 độ ở Nam Bộ. Tuy nhiên vào thời điểm chiều tối khả năng mây đối lưu phát triển gây nên những cơn mưa rào cục bộ mưa chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn với lượng không đáng kể, nhưng do mưa trên nền nhiệt cao nên khả năng có thể kèm theo rông, xét và gió giật mạnh. Vì vậy, khi có mưa rông thì quý vị nên hạn chế lưu thông ngoài trời và tránh xa những cây to nơi gần cột điện để đảm bảo an toàn. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, ngày 16 thì đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Sang 2 ngày tiếp theo, Trời nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 17, sau phổ biến có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất vào thời điểm ban trưa có thể chạm ngưỡng là 32 độ. Ngày mai tại phía đông bắc bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 28 đến 31 độ. Ngày 17 và ngày 18 trời nhiều mây, có mưa rải rác tập trung tại vùng núi trong ngày 17. Sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ giảm nhẹ xuống còn từ 27 cho đến 30 độ trong ngày 17. Sau tăng trở lại trong ngày 18, dao động xung quanh mức từ 28 đến 31 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi và ngày nắng trong cả 3 ngày tới. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 30 đến 33 độ trong ngày mai, sau giảm nhẹ xuống còn từ 29 đến 32 độ trong 2 ngày tiếp theo. Xuất xuống khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Xu thế thời tiết trong 3 ngày tới tại vùng cao Tây Nguyên, có mây thay đổi, trời hầu như không mưa và ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ duy trì quanh mức từ 32 cho đến 35 độ. Tại khu vực Nam Bộ, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông cục bộ ở một vài nơi, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 33 cho đến 36 độ. Trở ra thủ đô Hà Nội, ngày mai đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Hai ngày tiếp theo trời nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 17. Sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ giảm nhẹ xuống còn từ 27 cho đến 30 độ trong ngày 17. Sau tăng trở lại trong ngày 18, dao động từ 28 cho đến 31 độ. Đến với những thông tin thời tiết biển, trong 3 ngày tới tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió phổ biến ở mức là cấp 3, cấp 4, trời tạnh giáo và có nắng. Nhìn chung thời tiết thuận lợi cho hoạt động hàng hải. Còn tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, thời tiết cũng ủng hộ cho những chuyến xa khơi của bà con ngư dân khi trời không mưa và tầm nhìn xa thông thoáng. Bản tin thời tiết 12 giờ trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!